Những ngày gần đây, tại khu vực bãi biển Tình Yêu trải dài khoảng 7 km của huyện đảo Cô Tô đã diễn ra tình trạng phao xốp, vật liệu nổi trôi dạt từ các vùng biển lân cận tới với mật độ dày đặc. Tình trạng này đã kéo dài trong khoảng hơn 2 tuần gần đây. Tuy nhiên, thì lượng phao xốp dạt bờ nhiều lên từ đêm ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Nguyên nhân của hiện tượng này được nhận định là do lượng phao xốp cắt thả trong quá trình di rời giải tỏa việc nuôi trồng thủy sản trái phép tại các địa phương lân cận trước đó vẫn còn trôi nổi trên biển rồi dạt bờ theo sóng. Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô đã huy động toàn lực từ cán bộ tới người dân, học sinh của các trường cùng công ty môi trường đô thị chủ động thu gom, xử lý phao xốp vật liệu nổi tràn vào bãi biển và cơ bản đã hoàn thành vào buổi chiều ngày hôm qua. Hoạt động thu gom, dọn dẹp phao xốp vật liệu nổi sẽ tiếp tục được thực hiện nếu phao xốp dạt bờ để đảm bảo cảnh quan của bãi biển.